Rồi, hello anh em ha. Đây là sáng thứ sáu ngày 9 tháng 6. Sáng nay quay lên cho anh em xem một em chống siêu giáp lẻ ha. Con này con gà cha là gà Pakistan nha anh em. Cả máy mẹ là máy giáp bơ chà nha. Hơn 3 tháng, hiện tại là 1 ký 2 nha. Bữa có anh em nào cần bắt gà lẻ đó, quay kỹ từng con một cho anh em á, thì anh em bắt con này rất là hợp lý rồi ha. Con này em để giá 1,2 triệu nha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Cặp cán con này là đẹp tuyệt vời luôn nha anh em, vuông hai hàng trên tuyệt đối luôn. Dáng cơ bắp nha, cao lớn ký. Con này chặn có thể trên 3 kg là cái chắc ăn ha, chắc ăn luôn ở trên 3 kg. Dán nha, con này nuôi cũng dễ rồi, cứ cho thức ăn vô thôi là nó ăn thôi, chứ cũng không có cần thức ăn gì cao sang màu mè lắm đâu. Rồi, giá 1,2 triệu nha. Anh em nào cần coi cặp cán thì cứ thêm số Zalo em ở dưới màn hình ha, em gửi cho anh em xem cặp cán rất là tốt luôn. Rồi, ai comment thì alo em ha. Chào anh em.